Nhằm tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU, mới đây, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu, Eurocharm, tổ chức diễn đàn EVFTA, sức bật cho hợp tác thương mại đầu tư trong bối cảnh bình thường mới. Tại diễn đàn, hơn 1.000 đại biểu tham dự trên nền tảng trực tuyến gồm lãnh đạo bộ, ngành hữu quan, lãnh đạo các địa phương, phái đoàn EU tại Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên EU tại Việt Nam, Eurocharm, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu đã thảo luận, đánh giá những chuyển biến kinh tế thương mại Việt Nam EU sau khi EVFTA đi vào thực thi, nhận định thực tế hiệu quả tận dụng hiệp định, đồng thời đưa ra những kịch bản định hướng khôi phục và phát triển giao thương, đầu tư hai bên trong bối cảnh mới với đòn bẩy từ EVFTA. Sự kiện cũng cung cấp quan điểm một cách toàn diện, đa chiều, dưới nhiều góc nhìn xác thực của các chuyên gia về xu hướng thị trường, triển vọng hợp tác và khuyến nghị các giải pháp thiết thực, kịp thời cho doanh nghiệp để thích nghi và tận dụng được những cơ hội thị trường mang lại. Trong bối cảnh kinh tế, giao thương toàn cầu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và các diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm 2021, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đã đạt 41,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả ấn tượng này được nhận định có sự hỗ trợ đáng kể từ việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA.